Mình chào cả nhà, cùng xem mình làm món chuối sim kho ngót. Bỏ chuối vào cả nhà. Và thêm đường, bột ngọt, và muối vào, thêm miếng tươi nha cả nhà, cho nó có màu thơm. Vậy là ta trộn đều lên là đợi nó chín mình bỏ hành. Bỏ miếng tiêu vô nó là nhắc chuối được nha cả nhà. Rất là đơn giản. Khi cả nhà chọn chuối là chuối nó vừa nó còn sống chứ mình chín quá nó sẽ bị nhão, nó bị mềm không còn độ dẻo nữa. Chuối xanh nha cả nhà. Món này dùng để ăn chay, rất là đơn giản nha cả nhà. Ở đây mình nói kho ngót có nghĩa là kho còn nước sền sệt đó cả nhà, còn chút đỉnh nước ít đó. Gọi là kho ngót. Sau khi chuối chín mình bỏ hành bỏ tiêu vô mình trộn đều lên là xong rồi cả nhà. Vậy ta được món chuối sim kho ngót thơm ngon.